áo phao cho du khách thì không thấy ban tổ chức nhắc nhở gì. Sao người ta chạy được nhỉ? Người ta chạy người ta phải đóng luật công an mà cả vụ bao nhiêu đấy, bao tiền. Người ta có tiền người ta mới đóng, dân chúng tôi đóng. Dân chúng tôi làm sao lại được công an cho chạy? Đây thì con này là con gì ạ? Trộn nhá. Cây đá này á? Đấy. Con cây đá này bán như nào? Cây đá thì bán 800 một cân. Bất kể một hình thức nào mà họ có cái sự được thua bằng tiền hoặc là một cái hiện vật nhất định nào đó thì đây là hình thức đánh bạc và vi phạm pháp luật. Cho nên là dù là anh em trong gia đình đi nữa thì cũng đều bị xử lý. Kính chào quý vị và các bạn. Du xuân sau 3 năm dịch Covid-19 được khống chế, đó là nhu cầu của nhiều người. Hành hương lễ Phật, ai cũng muốn có được không gian tĩnh lặng trang nghiêm. Thế nhưng dọc dòng suối Yến, đủ thứ âm thanh phát ra. Thậm chí có một số du khách còn ngang nhiên đánh bài, hò hét ngay trong khuôn viên đất Phật. Chẳng ai muốn thấy những hình ảnh phản cảm tại một nơi linh thiêng khi cả những hình ảnh thì thú rừng cũng được bày bán tràn lan. Vâng, nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập tới ở phần sau của chương trình. Thưa quý vị, mùa lễ hội chùa Hương năm nay vừa mới bắt đầu được hơn một tuần, nhưng tình trạng lộn xộn ngó lơ vi phạm bất chấp quy định có chiều hướng gia tăng. Phóng sự đầu tiên trong loạt bài phản ánh về những bất cập cần chấn chỉnh trong mùa lễ hội, chúng tôi sẽ được dành để nói về những quy định mặc dù đã được ban hành để triển khai thực hiện từ lâu. Nhưng đến nay, vì chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng nên nó vẫn đang còn nằm trên giấy. Tấm biển bảng này được dựng khá to và dễ nhìn, với nội dung sử dụng áo phao, áo cứu sinh khi đi trên phương tiện thủy là bảo vệ chính mình. Thế nhưng, trên các phương tiện xuôi ngược tại dòng suối Yến, chùa Hương, tuyệt nhiên không một ai mặc áo phao. Theo thống kê, tính đến thời điểm này, chùa Hương đã đón khoảng hơn 20 vạn khách tham gia du xuân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đã có ngần ấy người mình trần khi tham gia giao thông đường thủy. Áo phao cho du khách thì không thấy ban tổ chức nhắc nhở gì. Chỉ kiểm tra là đò có giỏ xác hay không này. Đấy là đò tôi vẫn có đó. Đó là còn chưa kể nhiều đò thuyền có dấu hiệu chở quá số người quy định như thế này. Về nguy cơ theo quy định thì nó phải có nguy cơ, nhưng thực chất trên dòng suối Yến từ trước này thì cũng chưa có bao giờ xảy ra cái việc đó, chỉ có trừ những hôm dông bão. Qua công tác quản lý 7 ngày thì nhìn chung cơ bản là anh em đang tuyên truyền vận động bà con thực hiện cơ bản là đảm bảo đúng theo quy định của ban tổ chức. Theo quy định của giao thông đường thủy nội địa thì vận chuyển khách cũng phải, để đảm bảo an toàn du khách cũng phải có áo phao cho từng người. Việc này thì chúng tôi cũng tiếp thu và yêu cầu các cái người vận chuyển đò yêu cầu khách phải chấp hành đúng cái quy định của luật giao thông đường thủy. Không chỉ vậy, tại chùa Hương còn có quy định không sử dụng xuồng máy cho hoạt động vận chuyển du khách qua dòng suối Yến. Nhưng bằng một cách nào đó, quy định ấy đã bị bỏ qua. Và cứ thế, những chiếc xuồng máy trái phép vẫn đêm ngày đưa đón khách. 250 một người á? Đắt thế. Muốn nhanh thì phải 5 lít thì mới là nhẹ nhất. Thế ở bên kia chứ người ta bảo là chỉ có tầm 30.000, 50.000 một người. 50.000 là thùng cân. Theo các phu đò, thì đây là lý do mà cho tới tận bây giờ, xuồng máy vẫn không bị khai tử. Ở đây cháu thấy là người ta chạy xuồng máy nhiều ấy, sao các cô không lắp xuồng máy mà chạy? Người ta cho lắp đâu không? Sao người ta chạy được nhỉ? Người ta chạy người ta phải đóng luật công an mà cả vụ bao nhiêu đấy, bao tiền. Người ta có tiền người ta mới đóng, dân chúng tôi thì đóng. Dân chúng tôi làm sao lại được công an cho chạy? Đây đây đông đầy chứ cả. Nhưng mà cấm sao người ta vẫn chạy? Thế thì người ta chạy làm luật nào? Làm luật đấy, làm luật ai? Nó làm luật với công an. Còn nếu mà dân là có khi nó làm luật năm nay cũng thấy nhà bình thường lắm. Nói là cấm mà nó chạy mẩm rồi. Thế như thế là không chấp hành luật rồi. Thế công an người ta không phạt à? Giao thông đường thủy họ không phạt à chú? Công an thì bây giờ lại cái tiền mà đấy, thì mỗi một chuyến này 150 đóng là tiền phạt. Mỗi một chuyến này 150 á? Mỗi một chuyến này đi qua nó đột 150 nó mà nó tính không kệ. Thế á? Thế đấy là đò máy à chú? Đò máy đây này, đây là chủ đề là mỗi một chuyến 150, còn đi vào cũng 100, mỗi một chuyến nó là 400-500. Cái xuồng máy là cấm không? Xuồng máy mồm thì cán bộ nói là cấm thì nhiều về cuối cùng cấm cho. Vâng. Không, cái này luật lá nọ kia thì... Người ta không lợi dụng đấy. Và đây là lời khẳng định của vị đại diện ban quản lý sau khi xem những hình ảnh về tình trạng lộn xộn
bất cập trên dòng suối Yến. Không chấp hành thì sẽ xử lý, và sau ngày hôm nay chúng tôi hứa các đồng chí là một số đồng chí công an đi làm nhiệm vụ là cương quyết phải xử lý nghiêm để làm gương cho những cái phương tiện khác. Câu chuyện này vẫn và sẽ được nhắc nhớ thêm nhiều lần nữa bởi những bài học nhãn tiền về sự chủ quan không mặc áo phao khi qua sông suối vẫn còn mới, và nó sẽ không bao giờ cũ cho đến khi những quy định ấy bước ra khỏi trang giấy. Tính đến thời điểm kênh VTC14 thực hiện phóng sự này, chưa có tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra trên dòng suối Yến. Nhưng với lượng du khách chảy hội trung bình khoảng 3 vạn người một ngày, sẽ rất khó để khẳng định không có rủi ro khi áp lực giao thông tăng đột biến trong những ngày diễn ra lễ hội. Vâng, mỗi dịp xuân về, khách thập phương lại hành hương về nơi đất Phật chùa Hương. Chốn thiền tâm thanh tịnh bỗng xô bồ với dãy hàng quán bày bán nhiều loại thịt thú rừng ngay tại bến trò. Bởi không ít người coi thời điểm đầu năm là cơ hội để kinh doanh mang lại lợi nhuận cao. Vậy thực hư đây có phải là thịt thú rừng như lời quảng cáo của tiểu thương hay chỉ là một hình thức hô biến để kiếm lời? Câu chuyện ngay sau đây sẽ cung cấp thêm cho quý vị dữ liệu về nguồn gốc thịt thú rừng và lời khẳng định của người trong cuộc cũng như chính quyền địa phương. Không được chăm sóc các loại thịt động vật, gia súc, gia cầm và kinh doanh động thực vật quý hiếm theo quy định của pháp luật. Loa phát thanh liên tục thông báo, nhưng các tiểu thương nằm ngay trong khuôn viên khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn lại chẳng bận tâm. Theo lời quảng cáo của các tiểu thương, tại đây cung cấp nhiều loại động vật hoang dã và thậm chí có cả những cái tên nằm trong sách đỏ. Đây, con này là con gì ạ? Trồn. Con trồn đấy thì là bán bao tiền cân ạ? 500 một cân. Đó là cây đá đấy ạ? Đấy. Con cây đá bán như nào? Cây đá thì bán 800 một cân đấy. Và chị ướp rắn ra đi, chặt ngon lành cho em về, em chỉ được xào ướp. Con này nguồn gốc ở đây hả chị? Con này nguồn gốc ở đây, nó chờ đây, nó ở đâu? Con đấy? Trồn thì 300 thôi, là nai. Nai thì bao nhiêu? Nai thì 500 một cân, nai thì nó rẻ hơn. Rẻ nhất thì là con gì ạ? Nói chung là chỉ cũng cái dòng này là rẻ rồi, dòng này với nai thì giá nó như nhau. Con này là con gì ạ? Lấy cây hương. Cây hương thì bán như nào nhỉ? Lấy 600. Con này con gì đây? Trồn. Trồn à? Bán như nào? 400 một cân. 400 một cân. Thế nhưng chỉ ít phút sau, chính tiểu thương đang buôn bán tại đây lại tiết lộ về nguồn gốc của thịt thú rừng. Để đấy là con thỏ. Con thỏ. Đấy, con thỏ. Là thịt con... Thế không phải thịt cây à? Không. Thế đó. Bán 800 một cân. Thì có cái cây hương nào mà giá 800 nghìn cân. Bây giờ gọi một cân cây hương. Đấy, cây hương bây giờ nó 2,7, 2,8 một cân. Nếu một con bây giờ tầm 3-4 cân nữa, 10 triệu. Thế còn treo ở đây là không phải thật. Làm gì có. Thế là thịt gì? Nó là chỉ là thịt thỏ. Thôi ở đây mà thịt cầy hương mua khoảng 3 tiền một cân thì hợp lý. Nên đồ gà. Thế nó ở thịt gì? Bán thịt mèo, thịt mốt, thịt tỉnh. Thịt mèo á? Không có, cái thương thương bắt ra là sao được. Tôi ở đây thì không được bao giờ gặp. Thế nó không phải thịt cầy hương hả chú? Nó thịt gì ạ? Mèo, thỏ nó cắt tay. Vâng. Đi ra xuống cắt tay thì chả gì. Mang những thông tin trên đến gặp chính quyền địa phương thì đây là những gì mà chúng tôi nhận được. Riêng theo quy định của ban tổ chức thì không được phép bán những cái sản phẩm thú rừng trong khu vực lễ hội. Thực ra cầy hương thì ở trong khu vực lễ hội này không có cầy hương, là nằm trong phạm vi là cái đồ quý hiếm mà để coi là đang bảo vệ bảo tồn. Vậy tại sao người ta vẫn quảng cáo đó được? Cái quảng cáo thì chưa không nắm được cái nội dung quảng cáo đấy, là cái việc là khác. Còn chúng tôi không trong quy định của ban tổ chức là không có cái việc có cầy hương ở khu vực này. Biết những sản phẩm này không phải là thịt thú rừng, cũng đồng nghĩa chính quyền địa phương biết việc tiểu thương gian dối, lừa gạt du khách ngay tại chốn tâm linh. Thế nhưng không hiểu lý do tại sao chuyện hô biến thịt thú nhà thành thú rừng cứ diễn ra từ năm này qua năm khác. Có hay không việc bao che, tiếp tay hay làm ngơ của chính quyền địa phương các cấp? Câu trả lời xin được nhường cho bộ ngành chức năng. Chúng tôi thực hiện cái công tác phòng ngừa nghiệp vụ, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm sao đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm để răn đe, thì nhiệm vụ của lực lượng công an là phải phát hiện ra những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước từ các cơ quan bộ ngành có liên quan đến chính quyền địa phương để làm sao kịp thời có những cái kiến nghị nhằm nâng cao trách nhiệm của các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như là chính quyền địa phương.
Cũng theo quan sát của phóng viên VTC14, rất nhiều du khách khi đi lễ hội chùa Hương đã vô tư đánh bài ăn tiền sát phạt nhau. Điều lạ là không phải chỉ một nhóm nhỏ lẻ trên một thuyền một đò, mà tình trạng này diễn ra ở rất nhiều thuyền và đò, thậm chí là còn đánh bạc ngay trong các dãy nhà dưới chân chùa Thiên Trù. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôn nghiêm và mỹ quan chốn linh thiêng thanh tịnh. Một ngày có khoảng 3 vạn người tới chùa Hương chiêm bái. Và dọc theo dòng suối Yến, cảnh tượng đập vào mắt du khách đó là có rất nhiều người tham gia đánh bài ăn tiền. Nhưng vị đại diện Ủy ban Nhân dân thì lại một mực khẳng định không có chuyện du khách đánh bài. Từ ngay ban đầu hội năm 2023 là chưa có hiện tượng này. Mình cũng không phát hiện ra. Chưa có mà này. Đây là xác định là cũng là đi chơi, họ chơi vui với không có tính chất sát phạt, vì trong cái đoàn đi toàn gia đình họ trong cái thời gian chờ đợi lâu để đi vào trong khu vực Thiên Trù Hương Tích thì họ chơi vui. Không có tính chất sát phạt, đó là lời khẳng định của vị trưởng ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn. Vậy nhưng đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được. Nghe phản ánh thì cái việc này sẽ trao đổi với thường trực ban tổ chức để chỉ đạo cái lực lượng công an thường xuyên kiểm tra vào cái nhà trọ vào buổi tối khi khách nghỉ lại, là cũng yêu cầu các cái chủ nhà trọ không cho khách du khách để chơi bài ăn tiền, ảnh hưởng đến cái đây là một cái vi phạm về pháp luật. Trường hợp đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên là đủ khởi tố theo khoản 1 điều 321 với khung hình phạt từ 6 tháng cho đến 3 năm tù. Và với trường hợp mà đánh bạc từ 50 triệu đồng trở lên thì khung hình phạt từ 3 cho đến 7 năm tù. Với trường hợp mà đánh bạc mà dưới 5 triệu đồng thì có thể bị xử phạt hành chính. Không chỉ mất thời gian, công sức và tiền bạc, tệ nạn cờ bạc còn có thể làm nảy sinh các hoạt động vi phạm pháp luật khác, như cho vay nặng lãi, siết nợ, thậm chí là đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Với tinh thần thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình, thì ngay từ những ngày đầu tháng 11 năm 2022 thì Bộ Công an cũng đã ban hành cái điện về mở cái đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc, giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội. Sẽ chẳng ai muốn thấy những hình ảnh phản cảm tại một nơi linh thiêng. Vượt đường xá xa xôi đến chùa Hương để lễ Phật cũng chẳng dễ dàng gì. Bởi vậy, nếu không sớm giải quyết tình trạng lộn xộn không đáng có, thì hình ảnh linh thiêng chốn tâm linh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.